triệu rồi mẹ thì lúc vẫn còn nở mắt dính ở bao giờ bây giờ kẹp tem anh còn bắt lúc bấy giờ anh Phong bắt 4 triệu một sen bảo Duy cơ mà lúc bấy giờ tưởng là đáy rồi đấy. Bởi vì bây giờ nó bán lừa quá nhiều. Đúng rồi. Chú Tan vào xem có nhìn chú Tan vào xem cái thằng ngôn chuyên bán lừa đảo mấy năm nay. Đây còn lâu mới mua của bọn ấy. Đây cả đời trả gì. Chỉ vào xem cho đỡ buồn thì. Sao mình đi mua? Nói chung mình cũng chưa mua nó chẳng biết nó có lừa đảo không. Đồng nó 100% lừa đảo, ăn lừa đảo. Thiện, triệu thiện. Nó bán 100% bán lừa đảo. Mình trả cho mình mua của bọn ấy. Biết khi ta xuất tiền đây là toàn cây của ta, toàn cây của Sơn Bình Phước từ ngày nó sốt đắt thế này. Xong của thằng Long Bảo. Xong rồi của... Bỏ dưới đây này. Không, cái này nó lạnh thì bỏ nó đấy. Thế là tối đấy nó lạnh thì xương ấy. Cảm xương. Mái gì đấy, mái thì lại hơi bị rêu. Phải bỏ cái mái đi cho nó là... Mồi ngon nhỉ. Hôm nay em Vũ Hạnh về vườn đang xem cây nha mọi người nhá. Em dần mấy hôm bận quá. Không nên nay nói chuyện với mọi người được. Hôm nay xong công việc rồi lại tiếp tục cuộc hành trình. Lại theo đuổi đam mê làm kinh tế nhá. Bao này chưa có xong rồi. Tí đi chiều đi 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 ngủ dậy tưới. Bây giờ tưới đi. Đợi cho chiều ăn đi cùng chỗ. Cứ theo đuổi thôi. Mọi người chắc đang bận đang đi làm rồi. Hôm nay lại lên này. Đấy đợt đấy Bảo Duy bọn anh còn lấy đang cắt xuống đây. À đây cái Bảo Duy. Đấy là Bảo Duy. Lại rồi. Lại cây rồi. Cứ nước mạnh nó gãy chơi bố cho chiều có dễ chơi. Vĩnh Khang á. Nắng này thì bỏ ra được, à, cái thời tiết này bỏ ra được. Đó. Hạnh bảo cây kia có lên vượt lóc. Cái này á? Ừ. Xẻo. Xẻo. Cái nó cứ nuôi cho cao to à? Cao thì sao ăn hoa hết. Cao thì làm cái gì? Bây giờ mình làm nó đúng thời vụ thì cao thì làm cái gì? Đầu năm thì phải cắt ra để ươm rồi. Thì đầu năm, bây giờ cuối năm mới có cái để bán. Xẻo. Còn chẳng kia thì nó với thời tiết nó ấm thì nó mới để được chứ còn ngoài mình thì cứ phải đúng vụ. Tính nguyên xác định nếu mà mình để chơi hạn có ươm cuối năm okay, nó cứ thế này thì bán gì? Còn mình làm đúng không? Cuối năm ít nhất nó phải được 10 sen. Bảo Duy nó Bạch Tuyết tư đã cắt khúc được Bạch Tuyết kể cả mọi người vào chấm bài mọi người ơi. Có nghĩa là nếu mà anh cắt sớm thì cuối năm thì cái kỳ nó dài, nó đẹp. Cắt muộn thì nó ngắn. Anh nói với em anh đã ươm rồi nhé. Kể cả Bạch Tuyết mình ươm sớm nó cũng có ra được. Có thằng ấy tháng tư nó làm hết trên thân. Anh nói với em nhá, đây kỳ ươm đây. Kể cho bây giờ em cắt. Đây là Hạnh nè. Kể Bạch Tuyết cắt luôn. Kỳ ươm này. Cũng ươm cũng không bao giờ ra. Đấy kỳ ươm đây. Thế nhưng mà anh làm trên thân. Cắt bây giờ thì ăn Tết xong. Đây anh nói với Hạnh đây làm trên thân nhá. Nứt ra hết. Đây Hạnh ra đây xem cái chậu này làm trên thân này. Đây nhá. Anh nói với Hạnh là cái chậu Bạch Tuyết này làm trên thân. Hạnh hiểu chưa? Mà cái kỳ năm nhất của nó là lên 30 sen thì anh ra được tất cả là 6 kỳ ở cái thân này và nuôi được hai mầm gốc này. Đấy làm trên thân đấy. Của cái cây mẹ cây to đấy. Cái kỳ làm trên thân đấy. Hạnh hiểu ý anh không? Là được một loạt 6 kỳ đây. Cái kỳ làm trên thân 6 kỳ ở đây dãy này này. Đại ca mang mấy chỗ bỏ truy với treo ra này. Đấy. Xin chào chiếu này anh chị em nhá, chào Lê Đức nhá, chào Trung Tùng nhá, chào Nguyễn Đạt nhá. Đấy làm trên thân thì nó lên nhanh nhưng mà cuối cùng anh hạ xuống. Ví dụ như em nói anh nghe nhá, nếu mà để sang năm để mà làm mầm gốc thì bao giờ cái kỳ đây chất trứng đây nhá, béo hơn. Em nói với anh nhá, khi mà em hạ trên thân của cái chậu Bạch Tuyết to mà cái kia cắt khúc, cái lô cắt khúc vừa rồi đấy được khoảng độ tầm 25 sen cắt khúc đây. Cái kỳ này em làm trên thân mà em làm được 6 kỳ ở thân già này nó 30 sen. Khi hạ thân xuống nó ấm chậu rồi bắt đầu là kỳ nó ra. Mà làm hai mầm gốc đây. Đây, thân mẹ của nó hai mầm gốc đây lên 2 mét chưa? Đấy làm trên thân đấy. Nếu mà ươm tốt. Đây, còn cái loại cắt khúc ươm tự nhiên đây.
là cắt của cái cây mẹ đấy. Đây, cái loại các loại cắt khúc ươm tự nhiên này này. Đây. Một loạt đây. Đây nhá, em nói với anh chậu này là anh em một số thân cắt khúc, một số thân làm trên thân mẹ. Trên thân đấy, mẹ đây. Đặc điểm trên thân mẹ. Nhưng mà bọn em thấy bảo cắt khúc nó gọi là chỉ có ấy thôi, chứ để mà làm mà theo kinh tế để mà nó nhanh lớn không bao giờ đây. À, thì tự cái nhiên thân mẹ nó nuôi cho thì nó bao giờ trả hơn. Không bao giờ bằng ấy cả. Con này ví dụ như cái ươm này nhá, mà mình nuôi đạt từ đầu năm cuối năm nó đạt được cái tầm này trở lên nhá. Sang năm mầm gốc thích lắm. Mầm gốc này thích cực. Đấy kia hai mầm gốc của em kia. Đấy anh thấy 2 mét chưa? Xin chào 12 chị em nhá. Chào Bảo Phạm nhá. Chào Tám Nguyễn nhá. Mọi người vào chấm bài cho em để em biết chào mọi người nhá. Bổ quả xẻ đây, cu đây. Cu của em đây này. Đấy. Cu đấy. Em nói thật như em thích nhất vẫn là làm ki trên thân. Đây ki trên thân hạ xuống năm vừa rồi đây. Đúng mấy rồi. Mét này. Đây là anh này. Cái chậu này là từ cái ki này là lúc bấy giờ hạ là xuống 25 cm. 25 cm về sau nó lên được hơn 30 cm làm 6 ki cắt rồi. Và làm mầm gốc nó lên được 2 mét này nữa. Chẳng muốn ki trên thân nhưng ý muốn nói rằng cả một cái này ông làm ki trên thân làm sao một phát ông làm đến đây được. Nghĩa là không làm được hết. Giai đoạn rồi mình cắt mình chỉ chừa lại đấy. Thôi. Đúng rồi. Anh chào em Chính nhá. Ki trên thân nào khỏe. Hôm nay em Chính ở nhà hay đi đâu Chính ơi? Ấy một em Chính là một trong những người tâm huyết của ngành nam. Một người rất là tâm huyết. Anh chào Tuyên Nguyễn nhá, là một người đầu tàu của giữ thị trường cũng như là gìn giữ ngành lan của anh em chơi lan. Thế cho nên là bọn anh các anh em chơi lan là cứ mải mê làm kinh tế và đam mê siêu tầm những giống cây đẹp. Đây hôm nay em Vũ Hạnh đây. Hello cả nhà nhá. Vâng, chào cả nhà. Chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ nhá, chiều thu nhá. Hôm nay em Vũ Hạnh về vườn anh chơi Chính ạ. Ấy một em cũng riêng em Chính thì cũng rất nhiều người chơi lan, đã chơi lan biết em Chính rồi đúng không ạ? Là một trong những người rất là tâm huyết với ngành lan và cũng là một người luôn luôn để giữ cái thị trường lan. Mong muốn một cái thị trường lan nó bền vững và để có những cái giống cây đẹp chia sẻ cho anh em. Thế cho nên là em Duẩn với anh Đại Phong Nguyễn vẫn đam mê, vẫn vào siêu tầm các cái mặt giống cây, kể cả là bạch tuyết hay là tất cả các loại hồng mọi người nhá. Xin chào 16 anh chị em nhá. Chào bác Nguyễn Như Thanh Hương nhá. Anh em vẫn đam mê, vẫn giao lưu, chia sẻ cái giá trị cây lan thì bây giờ nó về cái giá trị, nói chung là nó ai cũng siêu tầm được rồi, ai cũng chơi được. Đấy, có thể là có những cái mặt bông ngày xưa nó vào thầm cao. Nhiều anh em, anh cảm ơn em Chính Trương nhá. Vườn anh cũng bình thường thôi em. Đấy, ngày xưa em Duẩn cũng tâm sự với mọi người rồi, để sở hữu được một cái ki bảo duy nó rất là khó, nhưng bây giờ nó về cái giá trị thực, về nền kinh tế nó ổn định thì anh em sẽ sưu tầm được những cây đẹp. Đấy, Bảo Duy đấy. Chào bác Vũ Sơn Vũ nhá. Đấy là những cái chậu Bảo Duy của em Duẩn. Đấy, chậu Bảo Duy kia của em Duẩn nữa đây, em Vũ Hạnh đang ngắm đây. Lúc bấy giờ anh lấy chậu này là 58 cm. Mầm gốc này chưa có. 58 cm đo thân già, tính thân già này mới cay này em. Thân già này bỏ mà 4 triệu một sen. 4 triệu là rẻ rồi, anh người ta mua hơn tỷ một sen nó vẫn mua mà. 4 triệu một sen, anh chào Vũ Minh Thắng nhá. Đấy còn mua hơn tỷ một sen cơ mà. Còn chậu này là lúc bấy giờ là anh mua là 68 triệu rồi. 68 triệu anh làm được 3 ki. 3 ki ở trên thân già này. À, bây giờ nó lên được như tần này. Quá ngon rồi, em mua cái nô vừa rồi mua 30 triệu tàn có 3 sen 12 sen mua 30 triệu. Đấy. Chậu Ngọc Sơn Cước kia cắt ra mấy thân rồi đấy. Làm nhiều kỳ phết này. Bây giờ không phải mét rồi. Anh cái lô Minh Châu này nhá, anh nói với Hạnh nhá,
thỉnh thoảng lên bài chia sẻ đấy, cái lô Minh Châu này mọi người cứ bảo là kỳ năm nhất nó xuống, nhưng mà đúng thật sự là nếu mà mình mà cho vào cái chế độ mát thì Minh Châu nó lên nó rất là mướt. Riêng cái thằng Minh Châu này nó lắng quá hỏng anh ạ, lắng quá nó cằn cây. Quan trọng là nhiệt độ đấy, riêng thằng Minh Châu này vào mát. Vừa rồi bán khoảng độ tầm HO là chia sẻ khoảng độ tầm 700 đầu, 700 chậu cho anh em. 700 chậu. Cái lô HO này của anh Phong này là nguyên một cái chậu 8m3 của Xuân Bình Phước á. Mà anh ấy mua 666 triệu đó. Ông ấy mua một cái chậu chậu em biết. Ờ chậu to đấy. Cái chậu em biết. Xong nào ông 666 chứ. Ờ đầu lần đầu tiên ông vào chơi lan đấy. Chậu em biết. Thế xong là bắt đầu bác cái không đi máy bay, bác thuê một chuyến xe từ trong nhà hàng Xuân ra đến ngoài này 20 triệu. Thuê nguyên một xe 7 chỗ chở cái chậu HO đấy, mới chở bác ấy. Không đi máy bay. Em phải biết. Chơi quả. À, tính là cái chậu thì hôm nó chậu nhiều khi hơn chậu. Anh chào Đào Huệ nhá. Đấy, cái này là bác đã trồng thí nghiệm để cho nó thoáng. Nhưng mà cũng không ăn thua. Chỉ nghe quảng cáo thôi. Thuê anh em mình chăm truyền thống ấy. Đấy, thua anh em mình chăm truyền thống. Nhưng mà được cái bác này, bác là tâm huyết. Cái chậu đây này, bắt đáy cái chậu Á Hậu này 1 tỷ 7 này. Lúc bấy giờ nó ngắn thôi. Băng của em. Thế mà bây giờ ra một sẫy như này. Đấy. Của em được 4 ngọn thì bây giờ năm nay. Chào hơn 3 mét. Đồ gỗ Quang Huy nhá. Mọi người vào chấm like cho em dẫn. Chào mọi người đi mọi người ơi. Đấy là lúc bấy giờ là anh em vào, ông này chỉ có thích mua cây về trăm cây thôi. Bán ông tiếc. Thì cả lúc đắt. Thế. Ai cũng thế. Không đam mê thì thôi, không chơi thì thôi. Chơi là muốn giữ cây chứ không muốn bán. Chào Quang Huy Nguyễn nhá. Xin chào mọi người nhá. Đặc tiếc thì đừng nói lúc đắt. Lâu rồi em dẫn không lên, mấy hôm em dẫn công việc nhiều bận quá. Hôm nay lên cũng tiện là em Vũ Hạnh về chơi lên live nói chuyện với mọi người. Em nói với anh nhá, cái chậu bạch tuyết to đấy 5 tỷ mấy mà đợt đấy bác bán nhiều tỷ lắm. Bác có bán đâu, bác để làm giống đấy chứ. Bác có nhập về là 5 tỷ rưỡi đấy chứ. Như đợt đấy bác mà bán thì nhiều tỷ lắm. Làm gì còn đâu. Thị trường không còn cây nữa mà. Bây giờ về mà bảo là sách của anh Phong khoảng độ tầm 5 đến 10 chậu bạch tuyết như này còn lâu anh mới bán. Anh em mình phải nói thẳng với nhau một câu. Sang năm mà quay lại chơi là khó kiếm đấy. Vì là bây giờ năm nay là chào Liên Trần nhá. Còn lâu mới bán. Đấy, những chậu bạch tuyết đẹp không? Đấy. Đấy nguyên cái chậu bạch tuyết này thỉnh thoảng em lên nai đấy. Em lên nai. Đấy cái chậu mà lúc bấy giờ 2 mét cái thân ở cái thân này này, ra này. Nó trên cú hoa nhá. Đây 6 kg của em làm đây. Mà em bán cho em nó là mỗi kg lúc bấy giờ em nó mua lúa lon là ở trên thân chưa ra rễ là 18 sen, 500 triệu. Thế vừa rồi là em ấy cũng có nhiều rồi, bắt đầu em nó chia sẻ lại, em nhập hết lô đấy luôn. Em nhập hết lô đấy luôn, em anh Phong nhập hết luôn. 6 kỳ như này. Của trên cái đoạn thân ấy bây giờ cây mẹ nó 2 mét. Hai mầm gốc 2 mét, em nhập mà, em vẫn nhập. Làm gì có nữa. Để mà mua lô thì bây giờ thì thật sự khó lắm. Đấy mà mọi người cứ ngắm chậu Vĩnh Khang này. Đẹp không? Đấy, Bảo Duy cu đấy, chậu cu đây là Ngọc Sơn Cước đấy, đây Ngọc Sơn Cước đấy mọi người đấy. Đây không tên, không tên đấy, bạch tuyết nhìn những chậu Bảo Duy thích thật, chỉ có nuôi thích nuôi dài thôi. Kệ đó, năm nay sẽ làm hoa thật nhiều luôn. Chào 15 anh chị em nhá. Xin chào mọi người nhá.
đấy chị em nhá. Đấy, bạch tuyết nhà em đấy. Đây, cu nhà em đây. Cu nhà em vẫn đi ngọn. Thân nó hơi nhỏ. Thân này được 25 cm, mấy kia nó... Cả thân già nó được khoảng độ tầm hơn 40 cm. Đấy, bạch tuyết đấy. Anh chị em nào siêu tầm giống thì cứ inbox hoặc alo em Duẩn nhá. Đấy, những chậu bạch tuyết bắt đầu đanh cây rồi. Vào xét cái cây thân nó rất đanh luôn. Thân này làm kỳ cực kỳ sướng luôn mọi người nhá. Đấy, vẫn đi ngọn. Cực kỳ đanh cây luôn. Bắt đầu rụng lá rồi. Các cái thân già bắt đầu rụng lá, chuẩn bị vào đầu năm làm kỳ. Đấy là không gian vườn nhà em đấy mọi người ạ. Mấy hôm em Duẩn bận công việc quá, không lên nói chuyện tiếp xúc với mọi người. Hôm nay cũng công việc nó cũng ổn ổn rồi. Thế là được em Vũ Hạnh về chơi, lại lên nay nói chuyện với các anh các em. Đại ca đi đâu rồi? Nước không sôi à? Hay nó bị ấy rồi? Anh chào Huy Cường Trần nhá. Chào em Giai nhá. Em Giai hôm nay có đi làm không em? Ui đại gia gì em? Em chào đại gia anh xấu hổ chết. Vẫn đi bốc bắt họ. Đại gia gì? Mọi người ngắm con tàu ngầm của anh Phong này. Đấy. Đúng không? Đấy, không gian nhà vườn của anh Phong đây. Chim treo lả lướt luôn. Đấy, tác phẩm Phúc Lộc Thọ. 12 triệu. Ừ. Ông thuê hẳn chuyến xe 20 triệu từ trong nhà hàng Xuân chở cái chậu HO ra. Đấy, anh thế xong là lại còn vào gì Quảng Xuân nhỉ, vào Phú Quý, Phú Kiếc nhiều lắm. Phú Quý, Lâm Xung, Bạch Tuyết nhiều, nhưng hồi vào thì chậu nào cứ vào cái là được ăn thay. Hồi vào mua... Chào bác Tám Nguyễn nhá. Lúc bây giờ mua... Dạ vâng, vườn cũng bình thường đấy bác ơi. Lần này qua mà cả... Có cây mà mua là tốt lắm rồi lúc đấy. Để cho anh mấy chậu Bạch Tuyết là nó để cho mấy chậu đồng hết bao tiền để gửi như làm gì cứ được nhìn cái cây gửi. Ví dụ chốt xong cái này nó đưa cho mình chụp màn hình cái này nghe được. Ví mà mua được cây là tốt lắm rồi, không phải ai mua được cây đâu. Nhà mùa mấy chục tổng không gian vườn ấy. Cây đâu. Chim. Đây khổng tước, khổng tước. Tầm này là tốn rượu, rượu chè. Tối ở đây uống rượu chứ. Tối về là chim. Tối về là chim. Không nay bán ít đi. Thôi một tuần mày bán 3 buổi thôi mày bán còn giữ bán cây để đâu? Mà chơi mày bán bà thế nói chuyện là chủ yếu chứ bán đâu. Đây là tháng này còn bọn anh nhiều người hỏi này rồi. Anh có ấy đâu, anh có dám chia sẻ cây đâu, mấy cả hai nữa là các anh chưa có nhiều giống để chia sẻ. Có chứ, bán một chậu là mấy tỷ thế, bây giờ phải dình bán một chậu là ôm được số đất cơ. Em hiểu chưa, thì mấy bạn cứ dình như thế đó. Trước mình mua 2 tỷ 3 kỳ bỏ duy của Mỹ Dung, 2 tỷ 3 kỳ bỏ duy, nên là về được tháng sau là bán 4 tỷ. Cứ theo đuổi làm kinh tế mọi người ạ.
em không theo đuổi người ta bỏ đấy, mọi người cứ bảo là đam mê thôi, nhưng mà em cứ theo đuổi làm kinh tế thôi. Quan trọng là mình đã có vườn, chú chưa lên vườn, cháu vẫn làm quy mô đó. Đây là đang chuẩn bị đi, đang cái đợt này đi, mẹ đợt đến cái cỗ bàn ấy cứ triền miên. Anh mấy hôm sang hôm này làm cháu lại chuẩn bị mở xếp dàn mà chuẩn bị là cưới đứa cháu mất mấy hôm liền. Sợ gì đâu, mình làm sợ gì, sợ mình giữ nghiệp mình sợ gì đâu, vẫn làm vẫn ấy. Anh vừa đi ship hàng ấy chứ, em gọi là anh đang ở ship hàng cho vợ đấy chứ, bán vợ anh bán đồ mỹ phẩm ấy, thế là cứ mấy hôm việc đám cưới, thế là họ đặt hàng, hai vợ chồng bận công việc của cháu nó không ấy được, hôm nay ở tranh thủ đi ship 5 đơn quanh quanh ở gần đây, thế em điện anh đang ngồi ở nhà uống nước. Càng như thế này mà càng cơ hội để mình thành công. Thế mình không biết mua được giống này phải không, được cao như trước thì mua làm sao được, phải không thì cao thì mua cao mà thấp thì mua thấp, cứ có tiền là mua thôi mà. Để mà nói câu chuyện bảo anh em cứ nói ở ngành nan bảo bắt đáy, chứ thật sự ra là bọn anh không phải là mình tham mua rẻ mà để sau này nó bán đắt đâu anh ạ. Nhưng mà mình hợp túi tiền của mình nhắm cây đấy mình thích từ lâu rồi, thế hợp túi tiền là mua được. Có làm rồi, đầu tư rồi, có kinh nghiệm rồi, bây giờ chỉ việc mua về nhân ra và chia sẻ thôi. Chào Thoa Vũ nha. Căn bản là lúc mà ví dụ như những cái chậu Bảo Duy đấy, Hạnh hiểu ý anh em, 4 triệu một sen, đến lúc mà nó đắt mình mơ ước. Thế bây giờ mình hỏi cây đấy bao nhiêu sen ăn áng là đủ trong túi tiền mình rồi là mình mua thôi. Chứ còn để mà chờ thời ấy, thật sự là nó xuống thì mua được rẻ, mà nó lên thì mình lại mất cơ hội. Cho nên là cứ mua, không cần thiết là đáy gì cả. Bây giờ nói bảo xuống hàng nghìn lần thì bây giờ nó lên 100 lần là chuyện bình thường. Đấy. Hả? Cho nên là nó lên chỉ cần lên này, nó lên chỉ cần trong cụ 20 lần thôi, cụ chết với cụ rồi đúng không? Cháu Hương Giang nhá. Đúng không? Cho nên là cứ hợp túi tiền là mua thôi. Thì đơn giản nó xuống 1.000 lần mà nó chỉ là lên cho cụ 50 lần thôi. Chết cụ rồi. Cho nên là anh nói với Hạnh biết là bọn anh với cả anh Phong cứ thế hợp mà trong túi và tiền nó dư được một tí lại ngứa vẩy vào cây thôi, chứ còn để mà nói lựa chọn thì các khó. Gặp nhau ở trong Bình Dương, Bình Phước, Sài Gòn như hội đi chuyến bay đéo động qua anh em. Nó khó lắm. Đấy, hôm nay mọi người đấy, em Vũ Hạnh với cả anh tên là gì nhỉ, em quên. Tên Hiệp. Anh Hiệp Quang. Hiệp Quang. Đấy. Anh ở trên lan. Dạ có. Anh ấy, anh chào Thím Dương nhá. Một vườn riêng. Thím Dương xem thì... em dài này. Chào Thím Dương nhá. Đấy. Căn bản là sang dòm cây, nó bảo dòm nó đâu lớn mình bực. Anh nói với Thím Dương biết nhá, em Hạnh nó cách sang 72 cây. Nó về đây còn nhóm em cách anh có bao nhiêu cây đâu. 30 cây mà chưa biết nhà anh đâu đấy nhá, Thím Dương nhá. Mình thì vườn của mình nên chưa được kêu khóc về chuyện làm sống mà chứ vẽ nó cũng được, ai ta chia. Anh không biết là giàu hay là nghèo đấy, nhưng mà em nó từ ở trên nhà em nó về đây là 72 cây. Thế mà em từ đây sang nhà anh có 30 cây. Ông đó sang nhà trên cửa mua xe rồi không? Lúc được mua xe không? Cơ mẹ cảm ơn em Lan, bây giờ Lan hơi xuống đây mà. Thế nọ thì em Lan tài trợ đây. Ừ. Lúc có tiền lại ở em Lan tài trợ, cảm ơn em Lan đúng không? Mẹ bây giờ đang là rẻ tí thì chán em Lan cả. Thật. Thế chính tỏ là nhiều người sống bạc. Anh nghe nhá. Đúng không? Rẻ nhưng mà bây giờ bán ông có để bán không? Ông thử phút mốt là mất cả vườn. Đây này, Thím Dương mà chưa tổ chức rượu đi, tối em sang này. Đấy, có ở không? Đấy, em Hạnh không ở đây. Trốn rượu. Mẹ, em Lan mà hàng họ mà nó có bị bệnh đi chăng nữa, phải đưa đi bệnh viện mà khám mà chữa. Như đây thì cứ mẹ mày lại thấy em Lan bệnh tí lại chán. Cái đường này mới dòng những cái lay thằng này xuống thuốc lọ mang, xuống thuốc kia, xong nhìn vườn nang của mình. Nó mới lại không nên được. Chúng nó buồn. Nào chúng lên thì mình nhìn về này cháu. Nhìn ngọn cây nó nở ra chúng biết là như nào. Rét thế này mà nó còn về có việc em ạ. Bung bằng bàn tay. Anh bảo là bây giờ anh em đi uống nào luôn.
thế đây 15 ngày đi uống rượu như Hạnh đòi về luôn này, là chơi tí về luôn. 5 lá ngọn mới hết được. Không rút, rút nó vẫn đùn ra. Cắt cắt một phát 5 lá luôn. Cắt chéo phát 5 lá luôn thì nó mới tịt được đầu chứ còn. Mà nó vẫn có tỏi ra đấy anh ạ. Tỏi cái lõi. Chậu mà rút là rút nó vẫn đòi đùn ra. Không, những cái chậu nó đang đi mạnh thì nó vẫn đùn, nhưng còn cái chậu nào đã có hiện tượng thì rút thì à vâng, có hiện tượng rồi. Nhưng mà cái chậu nào hiện tượng thấp rồi thì thôi rút. Còn những cái chậu nào nó đang đi mạnh thì cắt hết. Anh bảo bây giờ cũng toàn mét mấy mà, hơn mét. Nhưng mà tôi cũng nắm được, bây giờ là mình cũng chơi 3 năm nay mình nắm được kỹ thuật. Cái lan thực ra là không có làm, ông có cắt ngay thì bây giờ là có cái thằng hàng hồng những loại nó hay ra hoa cắt được bây giờ, nhưng mà thực ra ươm nó cũng vẫn chảy được, cây nó cũng non, nó chưa hít đủ đúng chất là một. Cái thứ hai là đến tháng 2, tháng 3 cũng cùng với lại mầm cho bọn nạn lên cho anh em ngắm vườn tí. Chỉ ngắm vườn thôi nhá. Hôm chủ yếu mình cắt để mình lấy cái thân. Sau cái hồi nó đều không. Cắt để giữ. Bởi thực ra nếu mà dính anh em về ngoài Bắc về mùa rét này cây cối sao rồi ạ? Cây cối thắt ngọn hết chưa? Vườn nhà em dần có vẫn có một số cây vẫn đang đi ngọn. Đấy, kể cả là Bảo Duy vẫn đi ngọn nghe mọi người nhé. Khi mà cây khỏe lực rồi thì vẫn đi ngọn. Đó. Ngọc Xuân Cước nhà em thì thắt ngọn rồi, bắt đầu béo phì thân rồi. Béo phì thân rồi. Đấy. Bạch tuyết này. Những cái mầm tương lai của nhà vườn em Duẩn đó. Đó. Những cái mầm ươm tương lai này. Đấy, bạch tuyết. Những cái sai nhỏ nhỏ. Bảo Duy. Bảo Duy này. Đấy, Bảo Duy. Những cái kỳ Bảo Duy bắt đầu mập ú. Đấy. Mập ú. Em Duẩn vẫn còn ít giống lắm. Đấy, người đẹp Bình Dương. To, thân to. Bảo Duy, Bảo Duy. Bảo Duy. Rồi. Thì Hồng. Và chốt kỳ hồng phù hoa nhà cũng bình thường thôi bác Đáng Nguyễn ạ. Đúng rồi em, đây hôm nay anh nhập kỳ phù hoa của em Vũ Hạnh này. Đấy, hồng phù hoa đây. Mấy hôm bận quá thì cũng em Vũ Hạnh mang về chơi đây là Bình Dương. Người đẹp Bình Dương. Đó, kim mà bú luôn. Anh vẫn túc tắc thôi Thím Dương ạ. Thôi thì có ít thì anh cứ túc tắc anh vào. Đây là hồng phù hoa đấy. Đấy. Chậu vừa nhập của em Vũ Hạnh. Ok em. Mấy cả nhập một kỳ người đẹp Bình Dương của em Vũ Hạnh. Vẫn túc tắc vào em. Thôi kệ nó thôi. Ra khơi hay là đang bơi thì anh Duẩn vẫn bơi mà. Anh em mình cứ bơi để làm kinh tế thôi em ạ. Đúng không Thím Dương?
cứ theo đuổi làm kinh tế thôi. Còn thật sự ra để mà chơi đam mê thì cũng không thể nào ai bỏ hàng rất 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 nhiều tiền. Đến giờ này thì em Duẩn không nói số tiền bao nhiêu, nhưng rất rất nhiều tiền để mà treo lên một cái không gian ở ngoài trời như thế này thì cũng không gọi là phải là đam mê đâu. Mà ở đây đều làm kinh tế hết anh chị em nhà mình ạ. Đấy, đều là làm kinh tế hết. Em Duẩn vẫn theo đuổi làm kinh tế từ cái ngành nan này. Đấy, Á Hậu. Á Hậu đây. Đấy, Á Hậu đây mọi người này. Những cái chậu Á Hậu. Đây, những chậu hồng. Đấy, em Duẩn vẫn giữ cây. Em Duẩn không... Nói chung là cũng có bán, có ra vào. Nhưng mà em bán thì ít, em vào thì nhiều. Mọi người ạ. Đấy, những cái chậu hồng Minh Châu của em ở trong kia. Đấy. Chào bác Huỳnh Nguyễn nha. Đấy là Á Hậu đây. Đây là kiếm. Thật sự anh chị em thấy không ạ? Em Duẩn mà khi chia sẻ những cái HO, những chậu HO, chậu Phú Thọ thì em Duẩn lại dùng cái tiền đấy để vào những cái mặt bông khác. Ví dụ không tên Bảo Duy hay là Cu, rồi Hồng Phù Hoa, rồi Tuyết Đỉnh Hồng. Em Duẩn vẫn vào, vẫn theo đuổi đam mê. Và tới đây thì cũng có thể là có tiền vào thêm một số giống nữa. Đúng rồi ạ, vẫn mua bán bình thường ạ. Và thật sự ra là riêng Bạch Tuyết của em Duẩn này em giữ hết lại. Bạch Tuyết, Bảo Duy, không tên Hồng các thứ em Duẩn giữ hết lại. Và vừa rồi em Duẩn cũng để lên thêm cái sạp này thì em Duẩn chia sẻ khoảng độ tầm 700 đầu HO Phú Thọ. Và năm nay thì em lại nhân giống tiếp và nuôi lớn, nuôi to các cái chậu đẹp, size đẹp để chia sẻ cho anh em. Đấy, Bạch Tuyết em vẫn đi nhập về thêm đấy mọi người ạ, chứ không phải là em Duẩn bảo bán đâu. Còn mỗi người có một cái nhìn nhận khác nhau đúng không ạ? Mỗi người có một cái cách tính của mình. Nhưng mà chung cuộc đều là tính về lợi nhuận và kinh tế hết. Thế tầm này mà không vào thêm cây thì chả còn cái cơ hội tầm nào để vào thêm cây nữa. Thế cho nên là em Duẩn vẫn nhập cây. Đấy, hôm nay nhập thêm 2 kỳ của em Vũ Hạnh nữa. Hồng Phù Hoa với cả người đẹp Bình Dương. Em bán cây và em đi mua cây. Đó. Những cái chậu của em vẫn còn đi phà luôn. Chào và anh Khang nhá. Ok em. Thế cho nên là anh em mà có những cái giống cây đẹp, cây chuẩn, cây đẹp thì cứ inbox cho em rồi. Nhá, tầm này thì cái giá trị cây lan nó về giá trị thực rồi. Thế thì không phải là mình đã có nhiều người, người ta bảo là cố đấm ăn xôi, nhưng không phải đâu ạ. Em Duẩn đã đầu tư ra những cái dàn và đầu tư ra những cái cây, em Duẩn vẫn vào. Và cái niềm tin của em Duẩn ở trên cái thị trường lan này là em vẫn đặt niềm tin vào cái thị trường lan này, vẫn là một trong những cái ngành nghề làm kinh tế rất là đạt, cực kỳ là đạt luôn, đúng không ạ? Vì chơi cây lan này nó là chơi bằng thật, chơi bằng niềm tin, chơi bằng thật. Giống cây nó chuẩn, cây nó khỏe, anh chị em vẫn chơi, vẫn giao lưu, vẫn mua bán 5 triệu 3 triệu, đúng không ạ? Có những cây vẫn còn mua mấy chục triệu tiền tỷ, em Duẩn vẫn mua. Đấy, Bạch Tuyết của em này. Đấy, không gian Bạch Tuyết của em. Bạch Tuyết, Bảo Duy, không tên Cu, rồi Hồng Phù Hoa, rồi Tuyết Đỉnh Hồng, rồi người đẹp Bình Dương. Bảo Duy to nhỏ học các loại luôn. Đấy, em có bán đâu ạ. Đây các bác xem, không phải là em Duẩn không bán được cây đâu, mà em Duẩn không bán mọi người nhé. Đúng rồi bác Tám Nguyễn ạ. Đấy, em Duẩn không bán đâu.
thật sự ra để mà bán 1-2 key chia sẻ cho anh em thì em Duẩn vẫn chia sẻ, nhưng mà bán theo lô thì thật sự ra là bán thì nó hết vườn mất, thì vườn mình lại để trống không, đúng không ạ? Đất rẻ nó không quan trọng, mà quan trọng nhất là vào vườn mà không có cây thì nhìn nó chán lắm ạ, đúng không ạ? Mình làm nên một cái không gian vườn rồi, mình đã khi mình thiết kế một không gian vườn thuê thợ về làm cũng là cả một cái tâm huyết rồi, chỉ đạo thợ nó hàn những cái mối hàn nó cẩn thận để nó chơi lâu dài, để đầu tư lâu dài. Thế mà bây giờ mà bán hết cây thì mình chơi với ai, đúng không ạ? Thế em Duẩn vẫn mấy anh Đại Phong Nguyễn là vẫn vào những cái giống mà tới đây anh em còn vào thêm một số giống nữa. Đấy, đây này, mọi người bảo những cái loạt á hậu này bán 300k, 500k một ki, mấy cả 1 triệu một ki thì là em Duẩn bán được ngay. Thế nhưng mà có dám bán đâu, đều phải giữ lại hết một dàn á hậu nhỏ, đúng không? Để nhân ra nó rất nhiều luôn. Đây này mọi người, đây là hồng ngọc trai, đây á hậu. Anh chào Thao Nguyễn nhá. Cho nên là nhiều khi để mà bán chia sẻ cho anh em 1-2 key về làm giống hay là 5-3 key thì có thể là em Duẩn vẫn chia sẻ. Thế nhưng mà để mà bán theo lô thì em Duẩn không dám bán. Bán thì vườn của em Duẩn trống không rồi. Đó. Một dãy key á hậu, mấy chục key luôn mọi người nhé. Mà những cái chậu lái của bên em nó rất là nhiều mét. Thế nhưng mà anh em về bảo chia sẻ bán thì em Duẩn không bán. Anh cảm ơn em Thao Nguyễn nhá. Thế để mà có những cái cây để mà chia sẻ thì nó là cả một vấn đề, đúng không ạ? Chăm cây tốt xong làm ki xong nó mới đạt được ki, bắt đầu mới nuôi ki lớn nó khỏe thì mới có cái để mà chia sẻ cho anh em. Đây bồng nai, chợ mẹ bồng nai đây. Đấy bồng nai. Hoa tía lung tung. Đấy đây bồng nai. Đấy vừa rồi cũng chia sẻ cùng mấy em Vũ Hạnh là một số cái phương thức làm đấy, nhưng mà thật sự nhà vườn em Duẩn chỉ thích làm ki trên thân thôi, làm ăn ít thôi. Chứ còn cắt thân già xuống để mà làm hàng loạt thì thật sự ra đúng thật sự là làm hàng loạt nhưng mà ki của nó không đạt, không khỏe bằng ki trên thân, đúng không ạ? Đấy, để được những cái chậu như này là cả một vấn đề chứ không phải là đơn giản đâu. Anh chào Duy Hợp Đồng nhá. Em nặng mất tăm mất tích rồi, chả thấy điện cho anh Duẩn hỏi han anh Duẩn một câu nào cả. Rét mướt này anh sức khỏe nó xuống. Chào Dế Mèn nhá, xin chào mọi người nhá. Đấy đây là chậu Phú Quý đấy, hai chậu Phú Quý gần nhau. Đấy Đại Phú Đại Quý đấy. Đấy, hôm nay lại nhập thêm đây mọi người này, nhập thêm người đẹp Bình Dương này, mấy cả hồng phù hoa luôn này. Đấy lại nhập thêm nhé. Đấy cây hồng phù hoa này. Đấy anh em em về à? Ừ rồi anh bảo ở đây hai anh em ở đây chiều anh em mình mấy khi được gặp nhau để cứ vội vàng vàng. Chào bác Nguyễn Dũng nhá. Không đại gia đâu. Đầu năm trước thì không làm hai cái mực là ngon gì nữa. Đấy, ngành nan vẫn giao lưu, vẫn chia sẻ. Đấy, Thao Nguyễn thích giống gì thì inbox cho anh nhá.
Đấy, Bạch Tuyết bây giờ ấm chậu rất thân rất tanh rồi, Á Hậu cũng thế. Ờ, hôm nay anh với anh Phong nhập thêm của Vũ Hạnh cây mà. Một ki người đẹp Bình Dương, một ki hồng Phù Hoa. Hôm nay anh Phong anh nhập thêm. Thế là tiện là các em nó mang cây về cho anh luôn. Cứ các chú sợ thì anh làm thêm. Anh em sợ. Thị trường càng sợ thì anh Duẩn lại càng làm, anh thích như thế. Cá bơi ngược nước hay là cá khỏe? Anh thích cứ bơi ngược dòng. Ngược dòng nước chảy càng xiết càng thích. Cá mà đã để lúc nước nó chảy lên trôi thì là cá chết phải. Cứ thích bơi ngược dòng. Mà gặp bà Tường trước mặt là không bao giờ vòng đi đường khác, phải trèo qua. Nhảy như cá hồi lên để cho gấu nó bắt. Cho nên là em dai mà đấy, giống đấy ở trên vườn đấy, Bạch Tuyết rồi hồng đủ các loại. Chào Quang Anh nhá, hồng đủ các loại, thích thì cứ inbox cho anh. Hồng nước đi, tưới khô. Đúng rồi, em thấy giá thể khô đấy, mà rét này thì bác chịu khó giúp em tưới cái vườn này để cho nó ấy nhá. Tháng này là đến Tết nghỉ nương cả thể nhá. Tháng này tháng cuối năm rồi, để cuối tháng sau em thanh toán 2 tháng luôn nhá. Tháng này công việc nhiều, tiền nong nó hơi bí bí. Đấy. Chào bác Quang Thành Ngô nhá. Xin chào mọi người nhá. Đấy, các bác cứ bảo em giàu lắm, đại gia lắm. Đấy, tiền nhờ bác ấy làm vườn cho này, còn phải khất đây này. Đấy, phải để thôi, để khất đến tháng sau. Các bác ạ, hôm nay em Duẩn vẫn nhập được, vẫn nhập hàng. Em Duẩn thích là những cái người nào mà không chơi nữa, không vào nữa thì em vẫn vào. Em vẫn đi ngược dòng nước. Đấy, hôm nay em Vũ Hạnh để cho thêm cho 2 ki. Người đẹp Bình Dương em có rồi nhá. Nhưng em vẫn nhập này. Hồng Phù Hoa em có rồi, em vẫn nhập. Không giàu đâu bác Quang Thành ạ. Chào Vina Lan Rừng nhá. Đấy, em vẫn nhập. Thế nhưng mà em lên live đây thì em có lời nhắn nhủ với các bác là nếu bác nào mà muốn có ra cây thì cứ inbox cho em Duẩn. Em ít tiền như em lựa theo đồng tiền túi tiền của mình em vẫn nhập. Đấy, người đẹp Bình Dương. Bảo Duy đây. Bảo Duy trong này, Bảo Duy kia, Bảo Duy đây. Bảo Duy đây. Đây, Tuyết Đỉnh Hồng đây mọi người này. Đấy, kỳ Tuyết Đỉnh Hồng đây mọi người nhá. Đấy, đây này. Tuyết Đỉnh Hồng đấy. Nhưng mà miễn sao nó phải là giống chuẩn, cây đẹp, cây giống đã chuẩn rồi, cây khỏe đẹp, em Duẩn vẫn nhập, vẫn đi siêu tầm. Em không chơi vì đam mê đâu, mà em chơi vì cái nền kinh tế mọi người nhá. Em vẫn làm kinh tế từ cái ngành lan này. Đấy, Bạch Tuyết nhà em đây. Tầm này em Duẩn nghĩ là vào cây thì em Duẩn tầm này thì sau cái Tết này thôi, đúng không ạ? Sau cái mùa World Cup này xong thì em tin chắc là sang năm vào những cái tầm cây mà bây giờ nó như thế này, sang năm làm một gốc em bán vẫn có tiền để làm kinh tế mọi người nhé. Em vẫn có tiền, vẫn có ấy để làm kinh tế. Đấy, mỹ nhân này. Đúng không ạ? Bây giờ những cái ki Bảo Duy này nó chỉ là hơn chục triệu thôi, khoảng độ tầm xít 20 triệu, nhưng sang năm nó là lên 2 mầm gốc thôi thì em vẫn bán được vài 30 triệu nữa, vẫn lãi mà. Ok, cảm ơn em Thao Nguyễn, đúng không ạ? Em vẫn bán, vẫn có lãi mà. Những cái chậu Bạch Tuyết như này em bán vài triệu một chậu,
vẫn có anh em mua mà, nhưng mà em Duẩn có dám bán đâu, không dám bán mọi người nhé, em Duẩn không dám bán, chỉ chia sẻ cho một hai đầu chậu thôi, chứ còn bán theo lô đấy như vừa xong. Em Vũ Hạnh bảo lấy một lô bạch tuyết những size như này để về em chia sẻ cho anh em bán buổi tối ấy, để lên live bán ấy, nhưng mà em Duẩn không chia sẻ đâu. Đấy cu nhà em đây. Em chào chị Huyền nhá. Em chúc chị gái em hôm nay sinh nhật vui vẻ, sức khỏe chị nhá. Chị cứ giữ gìn sức khỏe để tiếp tục đi mua em Lan em Huệ để cho nó rôm thị trường chị nhá. Đấy Bảo Duy đây. Những cái kỳ này em không hạ, em vẫn để nguyên và nó đẻ mầm gốc. Đấy, đầu hoa vẫn còn. Đấy. Và mầm gốc nó vẫn đang phi đầm dầm luôn. Hôm nay chị Huyền ơi, em nhập của em Vũ Hạnh hồng phù hoa này. Đấy. Đây, một chậu phù hoa này. Mấy cả người đẹp không tin. À, người đẹp Bình Dương. Đấy, đây cũng người đẹp Bình Dương này. Người đẹp Bình Dương này hôm em lấy của em Chính Trương đấy chị. Bảo Duy này cũng lấy của em Chính Trương này. Em vẫn nhập thêm này. Đấy là tuyết đỉnh hồng đây chị này. Đấy, kỳ tuyết đỉnh hồng đấy là hôm lấy của em Chính Trương đấy. Đấy, vừa rồi phải khất bác tới vườn chị ạ. Chị thấy em Duẩn vất vả không? Và tháng này không có tiền thanh toán thôi, khất bác để tháng sau, tháng Tết lĩnh 2 tháng lương là được 40 triệu. Mà bác ấy cứ bảo nghỉ đây. Không có thì làm thôi, kiếm nồi bánh chưng mà ông còn chịu thì... Đấy, bác ấy bảo đấy. Chịu thì làm ăn gì? Đấy, chịu để tháng sau thanh toán cầm 40 triệu, 20 triệu một tháng. Chỉ có ăn để tưới cây thôi. Mà bác bảo là thôi tôi chán lắm rồi. Có ai tưới cây để bảo hành cả cây chết. Chết thì mất thì đương nhiên rồi, trăm cây mà cây nào chết là trừ vào lương chứ. Thế không thì bác cứ bấm ngọn mới bấm rễ của em chết thì để mà toay em à. Đấy, một loạt á hậu nhà em đây chị Huyền này. Đó. Á hậu đấy. Á hậu trong kia là Hồng Minh Châu. Đây á hậu đây. Á hậu thân nhà em to như ngón chân cái luôn chị ạ. Đấy. Các cái chậu hồng nhà em chậu lái đây. Đấy, Minh Châu. Yên Thủy. Các chậu lái Hồng Ngọc Trai đây. Đấy, các chậu hồng đấy. Hồng Yên Thủy đây. Đây, Hồng Ngọc Trai đây. Thân dài, tút lút luôn. Minh Châu. Đấy, những chậu Minh Châu. Trên kia Á Hậu Yên Thủy. Hai chậu kiếm của nhà mình nhìn bây giờ 8 sen hơn 8 sen rồi anh nhỉ. Bản to này. Mà không chở được xe con đâu, cái này phải một xe tải. Nói bê những chậu kiếm này á? À? Sao khôn thế? Bảo Hạnh ơi, Hạnh sao em khôn thế? Em lại đi chọn những chậu bạch tuyết to đấy, xong em bảo để cho em về. Về em... em chia sẻ không? Không được. Đấy mọi người ạ. Thật sự mấy cả các anh chị em là... Anh Phong mấy cả em Duẩn không bán cây, vẫn đi vào cây, vẫn tiếp tục làm kinh tế để thu nhập thêm những cái đầu con giống mà nhà vườn vẫn đang có nhưng có ít. Và những cái cây mà chưa có thì chắc chắn là mai này thì cũng sẽ thêm được một vài đầu cây nữa. Đúng không ạ? Thêm một vài đầu cây nữa để cho vườn nó được phong phú hơn. Anh chị em về vườn có cái giống nọ giống kia để giới thiệu cho anh chị em cho nó sang cái mồm. Chứ vườn thì cũng nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà chỉ có giới thiệu đây là bạch tuyết với cả HO với cả Phú Thọ, nhiều khi nó cũng cảm thấy tủi thân. Đúng không ạ? Rất là tủi thân.
Thế cho nên là nếu mà anh chị em về vườn ở đây là những cái chậu bảo duy lái rồi, những chậu bạch tuyết lái rồi, chậu cu này nó được gần 1 mét rồi, vĩnh khang rồi, là tuyết đỉnh hồng rồi, hồng phù hoa rồi, chậu minh châu, nó nói chung là nó cũng nhiều nhiều một chút thì để cho nó có sang cái mồm thôi mọi người ạ. Đúng không ạ? Cũng như là anh chị em mà có điều kiện ấy, đi đây đi đó đúng không ạ, mà ngồi ấy, những người cũng là đi chỗ lọ chỗ kia rồi, nói chuyện là nơi này đẹp, nơi kia cảnh đẹp, rồi là có cái trò chơi lọ trò chơi kia mà mình không được đi tự nhiên, mà mình ngồi đấy tự nhiên là nó cũng tủi thân đúng không ạ. Thế cho nên là em Duẩn với cái suy nghĩ cũng như là một cái ý tưởng ở trong đầu là em Duẩn cứ, và bác Đại Phong Nguyễn là cứ thế, cứ theo đuổi. Chào Trần Huy nhá. Thế cứ theo đuổi thì làm kinh tế thôi. Thế mà mọi người cứ kể là tôi đi vào Phú Quốc hay đi vào thành phố Hồ Chí Minh hay là đi Quảng Ninh hay Hải Phòng du lịch nghỉ mát chơi ở đấy nó thoáng mát nó thích. Thế mà mình không được đi đúng không ạ? Thì mình ngồi đấy mà mình được nghe câu chuyện đấy mình cảm thấy buồn. Cũng như là chơi cây đấy vậy. Thế mà anh em chị em về vườn này chỉ có bạch tuyết rồi là Phú Quý hay HO Phú Thọ giới thiệu cho anh em một hai đầu chậu. Thế nhưng mà anh em ở vườn em có cái nọ cái kia thì mình không có, tự nhiên mình thấy nó lạc lõng. Thế cho nên là em Duẩn vẫn vào. Đấy, mai kia anh chị em vào thì em Duẩn có khoảng độ tầm, mới có khoảng độ tầm mười mấy giống cây thôi. Đấy, để giới thiệu cho anh em Hồng Minh Châu, Á Hậu, Yên Thủy, rồi Phù Hoa, rồi Tiểu Hồng, Tiểu Tiểu Hồng, rồi Hồng Tuyết Đỉnh Hồng, đúng không ạ? Phú Quý, Bạch Tuyết, Bảo Duy Không Tên, Cu, Ngọc Sơn Cước thì mới có rất là ít. Cho nên là em vẫn vào thêm một số đầu giống nữa, vẫn phải cố vay mượn để mà vào mọi người. Để đã làm kinh tế rồi thì không ai là không vay cả, đúng không ạ? Đã đầu tư làm kinh tế rồi, dù có giàu đi đến mấy đi chăng nữa, nhiều tiền đến mấy đi chăng nữa, vẫn phải vay, vẫn phải huy động thêm vốn. Thế cho nên là em Duẩn vẫn phải cố gắng gồng mình lên để vay mượn để vào thêm giống. Đó. Thậm chí là bây giờ các bác cứ bảo Lan nó thế lọ thế kia. Các bác ngày xưa thì mọi người đi chợ rồi là mọi người làm kinh tế thì mua được cái xe, mua được cái nhà hay là mua được cái gì đó, cứ bảo em Lan tài trợ đúng không ạ? Nhưng bây giờ thị trường Lan nó đang về cái giá trị thực, nó do ảnh hưởng nền kinh tế, lại bảo làm Lan chán quá, các bác càng chán thì em lại càng vào. Cứ càng chán em lại càng vào. Mình không phụ nó thì tất nhiên nó sẽ không phụ mình. Nhưng mình phụ nó thì mình sẽ là người thua cuộc. 20 triệu một tháng cho một bác tưới vườn đây này. Đó. Vừa rồi em phải khất tiền lương này. Đấy các bác thấy không? Cứ thế thôi, cứ túc tắc thôi. Em cứ túc tắc, em nhặt 1.000, 1.200 thôi các bác ạ. Hôm nay em nhặt được 1.000, ngày mai em nhặt được 2.000, trong ngày kia em nhặt được 3.000. Thế cứ dần dần đi, bán cây cứ nhặt 1.000, 1.200, dần dần tích cóp vào lại vào cái giống cây nó đắt tiền hơn một chút nữa. Thế xong lại từ cây đấy nó lại nhặt được 5-10.000, đúng không ạ? Em tính bài toán của em làm Lan này cũng như là đi bán rau. Bán mớ rau này lãi được 500 con, mớ rau kia lãi được 1.000. Thế là bán 10 mớ thì cũng được, chắc cũng được 10.000 một ngày. Đúng không ạ? Cứ thế thôi. Cứ tiếp bước đam mê để làm kinh tế thôi. Chứ còn thật sự ra thì chẳng có ông nào mà đi đam mê mà đi bốc bát họ thôi, mua cây treo ở vườn để ngắm cả. Không có cái đam mê gì cái kiểu đấy được. Đúng không ạ? Em này em cứ nói thẳng luôn với các bác thông cảm. Em ít tuổi nhưng mà em làm kinh tế thì em cứ đam mê kiểu làm kinh tế thôi.
chứ không phải chơi lan vì đam mê để thể hiện đẳng cấp. Không có từ đẳng cấp. Đấy, như đêm hôm qua đấy, các bác đam mê bóng đá, các bác bảo cứ đẳng cấp cửa trên đúng không? Cửa trên vẫn chết bình thường. Đấy, không bán nhà thì các bác mới cho là thật. Đấy, bóng đá cửa trên vẫn chết bình thường. Biết làm sao được. Đấy là các bác còn nhìn thấy. Đấy là các bác còn nhìn thấy. Thế cho nên là khô này tưới đẫy hẳn xuống anh ạ. Thì sáng mai đỡ phải tưới. Đấy, đây. Trông thế này thôi nhưng mà anh ạ, gió hanh này nó nhanh khô lắm, nó thổi từ dưới đáy chậu lên, nó thổi bốc hơi nước lên nhanh khô lắm. Đấy, các anh bảo là đấy, nhìn đấy, đấy đi theo anh Tây đấy, ngày tối hôm qua đêm qua đấy, bán nhà chưa? Sao không theo Maroc đi? Đúng không ạ? Thế cho nên là thôi, dừng tất cả các cuộc chơi đầu tư vào em Lan, cho nó nhẹ đầu. Để có một cái chậu lan này to như thế này là nuôi khoảng 2-3 năm rồi mới có được cái chậu to như này, đâu phải là đơn giản đâu mọi người, không phải đơn giản đâu. Đấy, Vĩnh Khang nhà em đây này. Đấy, rét rồi đấy, các bác thấy không? Có thể là nằm ngủ trong chăn hở chân ra vẫn ngủ bình thường, nhưng mà khi rét rồi phải chùm cho cây này. Đấy, Vĩnh Khang. Đấy, Bảo Duy đây. Lại lá rồi nhá. Quá đẹp luôn này. Bảo Duy nhỏ nhỏ đấy, hôm đấy em tưới cây mạnh quá nên là nó mới được ba rễ nhỏ nhỏ nó rụng ra. Thế bây giờ nó hồi rồi. Đây, Bảo Duy nhớ nhỡ đây. Bảo Duy. Đây là người đẹp Bình Dương. Bảo Duy, một rễ nhỏ nhỏ đây. Trông thế này thôi em ít giống lắm. Tuyết Đỉnh Hồng. Đấy, kỳ Tuyết Đỉnh Hồng. Vừa rồi chốt thêm của em Chính Trương. Xòe, ôi giời, nhiều lắm. Nhiều mili nhon lắm. Đấy, Minh Châu một dãy. Những cái chậu Minh Châu đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, các bác bảo. Đấy, Minh Châu. Vẫn theo đùa đam mê. Một không gian vườn, nói chứ làm cái gì đam mê cái đấy các bác. Đi trời rét thế này nhưng mà vẫn trèo lên vườn ngắm cây, ngắm cây cũng như là ngắm tiền. Bạch Tuyết, Bạch Tuyết. Mai em mang mấy chậu gỗ lên nhá. Thôi em xin chào mọi người nhé. Em xin phép xuống la đây. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ, sức khỏe nhá.